chào các em. Thầy là Nguyễn Thái Vĩnh Lộc, là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nhất. Hôm nay thầy rất vui được giúp các em tìm hiểu chủ đề số 4 trong chương trình khoa học tự nhiên lớp 6 có tên gọi là vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu và thực phẩm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của các lĩnh vực này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về một số vật liệu thông dụng. Ở bài này, mục tiêu chính của các em là sẽ biết các vật liệu xung quanh cuộc sống chúng ta, tính chất và ứng dụng của các vật liệu này, và chúng ta tìm cách sử dụng vật liệu sao cho có hiệu quả và an toàn. Đầu tiên, thầy mời các em hãy quan sát xung quanh nhà mình. Chúng ta hãy quan sát các dụng cụ, vật dụng nhà mình, coi các vật dụng, dụng cụ đó được làm từ vật liệu, chất liệu nào các em nhé. Thì từ bên ngoài và nhìn vào nhà của mình, chắc chắn các nhà của mình xây được từ gạch, có thể là nhà bằng gỗ, và cửa làm bằng sắt. Vào trong nhà mình sẽ thấy được thủy tinh, cửa kính, nhựa, vân vân. Vậy các bạn lưu ý, đây là những vật liệu rất thông dụng ở gia đình của mình. Thứ nhất đó là các kim loại, nhà bạn có đồ nhôm, đồ sắt và nhiều khi có đồ đồng. Rồi thứ hai đó là các vật liệu như nhựa, nhựa mình thấy có ghế nhựa, bàn nhựa, các đồ chơi bằng nhựa. Vật dụng thứ ba đó là thủy tinh. Trước màn hình của thầy là các cái laptop hay là các tivi, nó đều làm bằng thủy tinh, và thủy tinh làm kiến, vân vân. Vật liệu mà cũng thông dụng ở nhà của bạn hay có đó là gỗ. Và nãy giờ thầy quên nhắc tụi con là những vật dụng học tập của tụi con cũng làm từ chất liệu từ nhựa, từ gỗ như bút chì, thước, vân vân. Vậy vật liệu chúng ta thấy rằng có rất nhiều xung quanh của chúng ta. Vậy các bạn cùng với thầy cùng quan sát hình ảnh trên màn hình để chúng ta tìm hiểu coi các vật dụng này, các sản phẩm này nó sử dụng vật liệu gì nhé. Đầu tiên, cậu con có dây điện. Dây điện thì bạn thấy rằng cái vỏ bọc của nó làm từ nhựa và lõi bên trong nó làm từ đồng. Bạn ha, lát chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất của đồng. Cái thứ hai đó là phin cà phê. Phin cà phê của mình thì làm bằng nhôm. Bạn ha. Thứ ba, đồ chơi. Các đồ chơi của mình như thầy nói trên là những đồ chơi Lego thì làm từ nhựa. Ở đây có cái từ là dây phanh xe đạp, thì đây là cái từ của ngoài miền Bắc. Ở miền Nam hay gọi là dây thắng xe đạp. Thì dây thắng xe đạp của mình nó làm từ sắt các bạn ha. Và cái vỏ bên ngoài là bằng cao su. Tiếp theo, lớp xe đạp ở đây là gì? Là bánh xe các tụi con. Bánh xe làm từ cao su. Và tủ quần áo thì đa số nhà mình là tủ gỗ. Có một số gia đình có tủ nhựa hoặc tủ sắt. Thì mình thấy rằng các vật liệu là những cái chất hoặc là những cái hỗn hợp để tạo ra các cái đồ dùng cho mình sử dụng hàng ngày, thì đó gọi là vật liệu nha bạn ha. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu coi các vật liệu đó có tính chất gì để mình sử dụng. Đầu tiên, tụi con thấy rằng ở đây kim loại, các kim loại như sắt, như đồng, như nhôm rất là dẻo. Tính dẻo nghĩa là làm sao? Thì ví dụ như vàng, vàng dẻo người ta giác thành lá vàng bạn ha. Rồi mình có cái giấy nhôm. Và đặc biệt bà con nhìn vô hình ảnh ở đây là cái sân vận động tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc làm bằng từ sắt. Nếu như kim loại mà không dẻo thì chúng ta sẽ không có những công trình đẹp như thế này và những công trình có đủ hình dạng, đủ kích thước như vậy. Và kim loại nó có một khả năng rất tốt đó là dẫn điện. Thì dây điện của mình hồi nãy thầy nói là làm bằng đồng. Hoặc là có một số kim loại khác đều dẫn điện hết, sắt và nhôm đều cùng dẫn điện. Vậy tính chất chung của kim loại đó là dẻo và dẫn điện. Trong khi đó thì con thấy thủy tinh và gốm sứ thì nó lại không dẻo, nó lại giòn, nên nó hay vỡ, hay bể. Và đặc biệt là nó không có dẫn điện. Nhận thấy là mỗi vật liệu nó có những tính chất khác nhau, và tùy vào tính chất đó để mà mình sử dụng nó cho đúng. Thì sau đây là mình đi thêm một số tính chất nữa các bạn nhé. Tụi con thấy rằng ở đây có một số xe gắn máy, cái sườn xe hoặc là xe hơi, cái sườn xe lâu ngày nó bị sử dụng, nó bị mục là do cái bình ắc quy nó rò rỉ cái axit, nó làm ăn mòn cái kim loại này. Thì các kim loại thường nó bị axit ăn mòn, kể cả các đá vôi ở nhà bạn, có những loại gạch đá vôi nó cũng bị axit ăn mòn. Trong khi đó nhựa và thủy tinh thì không bị axit ăn mòn. Nên tại sao người ta dùng chai nhựa, dùng bình thủy tinh để đựng giấm?
người ta không dùng đựng giấm trong các bình kim loại mà ta đựng giấm trong các bình thủy tinh, bình nhựa, vì nhựa và thủy tinh thì không bị axit ăn mòn. À, vậy kim loại đá vôi thì bị axit ăn mòn, còn nhựa và thủy tinh không bị axit ăn mòn. Sau đây là một cái bảng để mình tổng hợp lại, mình so sánh các tính chất ăn mòn và thấy rằng các kim loại đa số là bị ăn mòn và đá vôi, còn lại các vật liệu khác thì không bị axit ăn mòn. Vậy mình biết các tính chất này để mình sử dụng, mình sử ứng dụng nó cho nó đúng. Tiếp theo thì đi qua tính chất tiếp theo là tính chất về dưỡng nhiệt. Tụi con rằng khi tụi con đổ nước sôi, nước nóng vào ly sứ, ly thủy tinh, tụi con cầm vững được. Tại vì sứ thủy tinh nó không có truyền nhiệt, nó không có dưỡng nhiệt. Trong khi chúng ta đổ nước vào trong một cái nồi kim loại, chúng ta phải dùng bao tay để chúng ta cầm được cái nồi. Tại vì cái kim loại nó dưỡng nhiệt, nó làm cho cái nồi nó nóng. Thì đây là một cái hình ảnh để chứng minh một điều là kim loại thì dưỡng nhiệt, còn thủy tinh và gốm sứ, sành sứ thì không dưỡng nhiệt. Thầy đi qua tính chất tiếp theo, dưỡng nhiệt bạn ha. Tiếp theo về tính cháy thì bạn thấy rằng người ta dùng nồi nhôm, nồi thủy tinh để nấu ăn. Vậy chứng tỏ rằng thủy tinh và kim loại nó không có bị cháy, nó không có cháy. Kim loại và thủy tinh thì không cháy. Trong khi đó gỗ, củi thì rất là dễ cháy nhưng lại không dưỡng nhiệt. Kim loại không cháy nhưng dưỡng nhiệt, còn gỗ thì cháy và không dưỡng nhiệt. Nên bạn thấy người ta dùng gỗ để mà người ta đốt lửa bạn ha. Vậy ở đây trong cái tính dưỡng nhiệt và chịu nhiệt thì bạn thấy rằng chỉ có gỗ là không chịu nhiệt được, gỗ cháy, còn các vật liệu khác thì chịu nhiệt tốt. Ngoài ra các kim loại còn có bị môi trường xung quanh, không khí và nước biển ăn mòn, làm cho nó bị hoen rỉ, gọi là rỉ sét. Cao su còn có tính chất gì thưa bạn? Cao su nó có tính đàn hồi. Nên nãy mình nói là cao su dùng để làm lớp xe và làm nệm. Cao su có tính đàn hồi. Và con thấy rằng mỗi một vật liệu đều có một tính chất nhất định. Và dựa vào những tính chất này, người ta sử dụng các vật liệu để làm ra đồ dùng phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Thì tụi con nhìn lại một lần nữa cái bảng tính chất và ứng dụng của vật liệu. Tụi con thấy rằng kim loại, cao su, nhựa, gỗ, thủy tinh, gốm sứ, đây là những vật liệu rất thông dụng ở gia đình của các bạn. Và các bạn thấy là có một số tính chất như cứng, dẻo, giòn, đàn hồi, dưỡng điện, dưỡng nhiệt, dễ cháy, bị rỉ và ăn mòn bạn ha. Và chúng ta dựa vào các cái tính chất này để chúng ta sử dụng các vật liệu cho nó đúng. Sau đây, để sử dụng vật liệu cho nó an toàn thì chúng ta phải làm như thế nào? Làm sao sử dụng nhựa đúng và hiệu quả? Tụi con, khi mà các bạn sử dụng các đồ nhựa, các bạn hãy lưu ý lật lại ngược ra mặt sau của các đồ nhựa, hay dưới đáy các đồ nhựa nó có một cái ký hiệu, một cái vòng tròn tam giác recycle, và trên đó có đánh số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6 hoặc 7. Đây là ký hiệu của 7 loại nhựa thông dụng ở gia đình các bạn. Thì trong 7 loại nhựa này, người ta khuyến cáo các bạn là đừng dùng loại nhựa số 3, số 6 và số 7, vì nó sẽ gây ra bệnh ung thư, nó phân hủy bạn ha. Thì ở đây con lưu ý rằng khi dùng đồ nhựa, tụi con phải theo dõi kỹ mình đang sử dụng nhựa loại số mấy, và tụi con lên Google search coi nhựa đó có dùng được ở nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp hay không. Nên tụi con phải có những ký hiệu mà tụi con phải biết, ví dụ như những ký hiệu này dùng được trong những ký hiệu như dùng được trong lò vi sóng, an toàn khi dùng cho thực phẩm, hay là sử dụng được trong tủ đông, hoặc là không chứa những cái chất gây ung thư, sử dụng được trong máy rửa bát, vân vân. Thì con lưu ý là khi sử dụng nhựa, tụi con phải có kỹ năng là tụi con nhận biết được đó là loại nhựa nào để chúng ta sử dụng cho nó đúng. Sau đây thầy sẽ cho con biết một số cái khuyến cáo nữa của loại nhựa. Người ta khuyến khích các bạn là không nên đựng thực phẩm, đồ ăn bằng nhựa. Kể cả có nhiều bạn chúng ta, nhiều gia đình chúng ta tiết kiệm chai nhựa, chúng ta đựng nước để trong tủ lạnh, thì người ta khuyến cáo cũng không nên. Chúng ta nên sử dụng chai thủy tinh hoặc là đồ thủy tinh để đựng đồ ăn và thực phẩm cho an toàn cho sức khỏe. Đó là sử dụng về sử dụng nhựa các bạn ha. Ngoài ra bạn biết rằng đồ nhựa nó còn rất là dễ cháy. Đồ nhựa nó dễ cháy nên người ta khuyến cáo không dùng đồ nhựa ở những nơi mà có nhiệt độ cao. Tại sao có những trường hợp mà nó lại chập điện? Tại vì lúc đó điện nó bị chập, nó tạo ra nhiệt độ cao làm cho vỏ nhựa bên ngoài nó cháy và gây ra hỏa hoạn. Và ở đây còn thấy có một số cái đồ sạc, có nhiều mình cắm đồ sạc vào trong cùng một ổ cắm, rất nhiều cái sạc cùng một lúc, thì nó cũng tạo ra cái nhiệt lượng rất là cao và làm cháy cái ổ điện đó. Nên con cẩn thận khi sử dụng nhựa ở những vùng có nhiệt độ cao các bạn nha.
Còn những đồ kim loại nó hay bị rỉ sét hay bị ăn mòn bởi các môi trường không khí và nước biển. Thì ở đây bạn thấy rằng các đồ kim loại người ta thường phải sơn phết lên hoặc là ngâm trong dầu, trong mỡ, dầu mỡ để người ta bao phủ cái bề mặt của nó, tránh nó tiếp xúc với lại không khí, tiếp xúc với lại nước biển để tránh nó bị ăn mòn, sử dụng được lâu hơn. Nên mà thấy các đồ kim loại, đặc biệt là đồ sắt, người ta phải sơn phết lên. Ngoài yếu tố là thẩm mỹ, người ta còn yếu tố là ngăn cho các đồ kim loại tiếp xúc với lại không khí và nước để tránh bị ăn mòn, hoen rỉ các bạn ha. Thì để sử dụng đồ, các vật liệu an toàn, tụi con nhớ một cái khẩu hiệu 3R, đó là reduce, giảm thiểu, sử dụng đồ nhựa lại. Reuse là chúng ta tái sử dụng. Chúng ta sẽ nói kỹ phần này ở trong cái bài nguyên liệu các bạn nhé. Và recycle, chúng ta phải biết tái chế thì chúng ta mới bảo vệ được môi trường chúng ta, và chúng ta sử dụng vật liệu được đúng và an toàn, bền vững, hiệu quả. Ngoài ra ngày nay người ta còn tạo ra được những vật liệu mới, những vật liệu mới như vật liệu nano, là những vật liệu mỏng, nhỏ, vật liệu graphene. Thầy đọc được một thông tin ở bên nước Anh, người ta đã trải nhựa đường có vật liệu graphene này. Graphene nó bền hơn cả thép, sắt thép, nhưng rất là mỏng, mỏng hơn cả sợi tóc. Đây là những vật liệu mới mà hứa hẹn trong tương lai sẽ được sử dụng rất là nhiều. Vậy qua bài ngày hôm nay, bài vật liệu, chúng thấy rằng mỗi vật liệu nó đều có ưu điểm và khuyết điểm, và con người đã biết sử dụng các vật liệu từ rất là lâu, từ thời kỳ đồ đá bạn ha, đồ đồng tới đồ sắt. Bây giờ mình đang trải qua các thời kỳ đồ nhựa, và thấy rằng chúng ta đã biết sử dụng vật liệu qua rất nhiều thời kỳ. Thì mỗi một vật liệu nó đều có ưu và khuyết điểm. Chúng ta dựa vào ưu điểm của vật liệu để chúng ta sử dụng vật liệu cho nó đúng. Ví dụ như kim loại dẻo nhưng dễ bị ăn mòn, nhựa thì không bị ăn mòn nhưng lại khó bị phân hủy, gỗ thì không dẫn điện, không dẫn nhiệt nhưng lại dễ cháy, thủy tinh không cháy nhưng lại dễ vỡ, giòn, cao su đàn hồi nhưng lại dễ bị oxy hóa. Vậy tùy vào mục đích của con người, chúng ta có thể sử dụng các vật liệu rất đa dạng và phong phú để phục vụ cho đời sống của con người. Thì thầy hy vọng qua bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng vật liệu cho nó đúng và an toàn. Và đặc biệt là chúng ta tìm hiểu được một số tính chất của các vật liệu. Thầy hy vọng tụi con sẽ tìm hiểu thêm những vật liệu xung quanh chúng ta và tìm ra những vật liệu mới của ngày nay. Thầy chào các em, hẹn các em vào bài sau.